giờ mình đang lang thang trong khu vực chợ Campuchia ở quận 10 các bạn. Thì trong này có rất là nhiều món ngon. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn món bún cá Campuchia bánh canh này. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Các bạn ơi, mình đang đứng trước quầy bún cá Campuchia nha. Rất là hấp dẫn. Các bạn coi. Ồ, cái nồi bún cá các bạn. Hấp dẫn. Hai người vô trong ngồi đang cho sạch. Ngồi chưa kìa. Coi chả cá các bạn ơi. Này giống như đọc cá lóc vậy các bạn. Ăn thiếu này mà. Tô là tô bún cá Campuchia đó à chị? Này Nha Trang em ơi. Nha Trang à? Đúng Nha Trang. Anh làm hết cái dàn nước chấm em quay mới hấp dẫn. Để chị múc ra làm quay nữa. Nè bưng qua cho khách đi. Wow, các bạn con đang coi cá này các bạn ơi. Cá. Cái này là cá người làm đồ hộp. Chả cá. Chả với lại chả cá Nha Trang. Dạ. Với sữa là bún chả cá Nha Trang. Dạ. Chia là nước màu vàng nghệ, có vị mắm ăn với cá lóc. Dạ. Thịt cá lóc và đầu cá lóc. Đây một tô Campuchia gì đó, đầu cá lóc nha. Đầu cá ha. Rồi cho em cũng một đầu cá lóc luôn nha. Rồi vậy là hai tô hai cái đầu ha. Hai tô hai đầu thôi. Wow, quán đang rất là đông khách các bạn. Anh giới thiệu cái địa chỉ quán ở đây là số mấy à? Cái số địa chỉ nhà mình là 418 trên 44 Lê Hồng Phong. Nhưng mà anh sẽ cho cái địa chỉ đối diện em dễ tìm hơn. Tại vì cái địa chỉ của anh nó bị dính qua cái đường Lê Hồng Phong. Dạ. Nó không nằm trong cái khu vực này. Mà cái mặt mình bán là mặt Hồ Thị Kỷ. Cho nên bây giờ anh cho cái địa chỉ nè, đối diện nó dễ tìm hơn nè, 77 trên 12A Hồ Thị Kỷ. Dạ. Đây là nước dùng. Đây là Nha Trang nè, chị làm Nha Trang nè ha. Có sứa nè chị. Đây có sứa, đây là phần Nha Trang đây. Sứa từ Nha Trang gửi cho đây. Nha Trang. Con cái bánh canh Campuchia có sứa. Đúng rồi, bún Campuchia là chỉ có là cá lóc, nước màu vàng thôi, không có sứa, không có chả ha. Chị làm Nha Trang Campuchia. Buổi trưa mà tầm khoảng 12 giờ trưa là đông lắm, đông nghẹt luôn anh. Đông nghẹt luôn, không có chỗ ngồi luôn á. Em đi giờ này là hơi bị vắng. Campuchia là có đậu me. Đúng rồi, đúng rồi. Đây chị múc Campuchia ra. Cái này là bún không, mình ăn với đầu cá ha. Là không có thịt cá mà một phần bún không đầu cá ha. Mình ngồi bàn trong luôn đây không ạ? Dạ.
và chị gái là mất một cái lóc. Anh lên bà em quay nè. Bún gì vô ngồi đi em ơi. Đâu có lóc bự quá vậy ha. Đúng rồi, em bữa nay đầu lớn. Hôm qua lên nên đó cha anh giá là 70, còn bình thường chỉ là 60 thôi là được rồi. Bữa nay đầu lớn. Ừ, đúng rồi. Chúng ta bán thêm hai cái nhỏ này cho các người coi. Chanh nè, ớt nè, ớt sắc nè, ớt cái nè, và đặc biệt là cái đầu cá nha bạn, cái đầu cá là có đầu que nữa nha, món ăn theo phong cách người Campuchia nha bạn, nước chấm nè. Ủa nước chấm này có gì đặc biệt không anh? Nước chấm này nó cũng là dạng nước chấm chua ngọt, nhưng mà đây là đặc biệt là nhà làm. Em ăn cái mùi vị nó khác hơn nước chấm chua ngọt khác. Cái này tự nhà làm. Cái công đoạn làm nó khác hơn nước chấm thông thường. Hai người ở đây em ơi. Em ơi mình ăn bún cá gì chị làm cho? Bún chả cá Nha Trang hay là bún cá Cam Chi em? Rồi cá không, không ăn cứa hả? Người trong người ngoài cho mình đi. Mình bán ra được mấy chục năm hả chị? Mình bán mới có mấy năm mà em. Wow. Nhà thì hồi nào về nhà ở đây. Một cậu với em mới ra bán mấy năm nha. Cái món bún cá ở Campuchia là mình học từ đâu hả? Ở nhà người nhà là ông bà ngoại là người Campuchia. Ông bà ngoại người Campuchia hả? Campuchia là người Campuchia. Chị là con gái hay là con dâu? Chị là dâu. Dâu. Học nghề từ cha mẹ hả? Nha Trang cũng là của gia đình luôn. Gia đình ngoài Nha Trang vô luôn. Trả mình cũng Nha Trang luôn. Trả với xứ mình xuất từ Nha Trang luôn. Là bây giờ anh bán vừa bún Nha Trang vừa bún Campuchia luôn. Dạ đúng. Vậy là dạ được hai biết biết luôn đó. À được hai biết biết luôn. Bên kênh ẩm thực 10 khó TV. 10 khó. À 10 khó của Trường Giang. Và thêm chữ TV vô. TV.
cái này mấy ngày hát TV cho xuống đây luôn. Ủa, quay ở đây. Đây quay, hát quay TV. Ra mình không hát TV. Đấy quay nào. Đấy không? Chị à, như quán mình bán từ mấy giờ vậy? Quán mình là tầm 11 giờ. 11 giờ. 11 giờ là mình có giờ mình dọn ra mình bán. Bán tầm 6 7 giờ mình hả? Dạ. Có khi thì 5 6 giờ tùy bữa em. Dạ. Chị đang ở đây với ông xã hả? À, ở đây là cậu chồng chị. À, cậu hả? Cậu chồng chị. Đây là một cái đầu có lóc nha các bạn. Nó rất là siêu to luôn các bạn. Ồ, các bạn coi nè. Đầu cá bự ghê. Mình có số tiền không? Bự khủng khiếp luôn nha các bạn. Nếu mà nào tháp dẫn thì tới chợ Campuchia nha. Ở đây là món gì cũng có, rất là hấp dẫn nha các bạn. Ồ, đất ở đây có bún Campuchia là cái ông với bông điên điển nè. Mình sẽ bỏ ra muống có bông điên điển vào tô này. Nó phải siêu to và ngon các bạn. Mình sẽ thưởng thức món này nha các bạn. Có giá 70.000 nha. Bà con bún ngon không? Rất nha. Khá là ngon các bạn. Bà con làm cá nè, chấm ớt. Rất là ngon á. Không được điểm không? Thịt các bạn, thịt đầu cá lóc này. Về nhà nói với mười khó vô đây đầu tư đi vui lắm. Hay không luôn. Đây là sau này là khu ẩm thực cấp thành phố luôn đó. Đang bị bẫy TV mới xuống quay đó. Bây giờ là cũng thành là khu ẩm thực rồi anh. Giờ là đang triển khai đó.